Tại sao em làm như vậy? Tại vì em yêu anh. Đó không phải tình yêu, đó là sự cố chấp của bản thân em thôi. Vậy tại sao cô ta đã chọn ba anh rồi mà anh vẫn cố chấp chọn cô ta? Vậy là anh đang cố chấp hay là em cố chấp? Chuyện riêng của anh em đừng can thiệp vô nữa, anh tự biết cách cân nhắc. Chúng ta sắp kết hôn, đây không phải còn là chuyện riêng của anh mà là còn chuyện của em nữa. Anh luôn tôn trọng cuộc sống riêng tư của em, vậy nên là anh cũng mong em dành cho anh cái sự tôn trọng tối thiểu đi Trang. Nhưng mà đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc của chúng ta sau này. Anh hỏi em làm sao có thể đứng nhìn hai người vụng trộm như vậy được? Vậy kể từ nay trở đi, chuyện của anh sẽ là chuyện của anh, chuyện của em là của em, mình không còn liên quan gì tới nhau nữa hết. Ý của anh là tụi mình chia tay? Anh với em chưa bao giờ có một mối quan hệ yêu đương chính thức, làm sao có thể gọi là chia tay? Em thu dọn hành lý đi, anh sẽ gọi người tới đón em về. Vì cô ta mà anh tuyệt tình với em như vậy hả? Chuyện này không gì ai hết Trang, anh làm vậy là muốn tốt cho cả hai thôi. Vậy ba anh biết chuyện này chưa? Em đừng có con nít nữa, tụi mình lớn hết rồi, đã trưởng thành rồi, không phải chuyện gì cũng nhất nhất nghe theo lời ba mẹ như ngày xưa. Được, nếu như anh muốn như vậy thì là như vậy đi. Nếu như có bức xúc chuyện gì cứ trút giận lên anh, đừng làm phiền tới cổ nữa. Nếu như mà cổ xảy ra chuyện gì, anh không để em yên đâu. Anh đang hăm dọa em không? Từ xưa tới giờ anh chưa bao giờ hăm dọa ai hết. Anh nói được, anh làm được. Hai người không có cùng huyết thống cha con. Vậy là hai người đó không phải là cha con. Thế con của anh ấy là ai? Điều tra cho tôi về quá khứ của chồng tôi. Chào chị. Chồng chị che giấu thông tin đời sống cá nhân vô cùng kín đáo, khó khăn lắm anh em chúng tôi mới tìm được vài thông tin hồi trẻ của anh ta. Thế cho nên là sống với anh ấy suốt 20 năm trời mà tôi không biết anh ấy có con rơi con rớt ở bên ngoài đấy. Không thể nào. Em lại kiếm chuyện gì nữa đây? Tôi không ngờ anh như vậy mà lại có tình cảm với cả chị dâu tôi. Tôi nghĩ thế nào cũng không thể nào mà tưởng tượng được, các người đã quen nhau từ trước khi mà bước chân vào nhà này. Các người giấu tài tình thật đấy. Sao? Ngoài chị dâu tôi ra còn quen những ai nữa? Anh nói cho tôi nghe đi. Anh bị cơm à? Anh không có chuyện gì để nói với em cả. Không có chuyện gì á? Còn đứa con ngoài dã thú của anh nữa, anh giấu nó ở đâu? Được, anh không khai đúng không? Anh không khai ấy, tôi sẽ nhờ anh trai tôi điều tra. Anh cứ đợi đấy. Anh xin lỗi em.
anh định đưa tôi đi đâu? Em cứ yên tâm, anh không làm gì hại em đâu. Không làm gì hại tôi? Vậy tại sao anh trói tôi lại làm gì? Tạm thời em phải lánh mặt một thời gian. Xong việc á, anh sẽ thả em ra. Thả ra? Con già khốn kiếp. Sao vậy? Đứt tay hả? Không sao. Tôi nói là không sao rồi mà. Chảy máu như vậy chắc là đau lắm đúng không? Em đừng có lo, anh thổi phù một cái là hết rồi. Hai người nói chuyện thân mật với nhau dữ ha. Em lỡ sơ ý cắt vào tay á, cho nên là anh Thành giúp em thôi. Thì tại khi tụi con cùng tuổi với nhau mà, cho nên là dễ thân lắm. Anh thấy hoa hồng này là nhớ tới em liền à. Mua về cho em à, nó còn có đèn chớp chớp nữa nè. Dạ em cảm ơn anh. Ba con tâm lý như vậy, biểu sao mấy cô gái trẻ đẹp chưa từng trải sự đời, cô nào cũng ngã hết cái vòng tay của ba. Thôi em đi cắt quà anh tặng nha. Được rồi, nhưng mà lần sau em không kêu con anh bằng anh nữa. Nó đâu phải bằng trang phải lứa với em. Dạ em hiểu rồi. Sao? Tính đấu với bà hả? Không có cửa đâu nha. Ai đấu đá gì đâu. Ơ cái thằng này. Có một chút đi. Thả ra, anh định đưa tôi đi đâu hả? Bỏ ra, bỏ ra. Đây là đâu? Sắp tới cô này sẽ ở với con ít bữa. Cô là... là vợ của chú. Đừng có nói. Đây là đứa con hoang của anh đấy nhá. Em đừng có ăn nói lung tung. Đây là cháu gái của anh. Nó bị liệt nửa thân dưới, ở dưới quê lên đây chữa bệnh thôi. Tôi đầu ấp tay gối với anh 20 năm trời mà tôi không biết anh có đứa cháu lớn như này đấy. Ở khu vực này khá vắng vẻ, xe cộ thì ít. Em đừng có đi lung tung, kẻo bọn buôn người nó bắt cóc em qua biên giới luôn đó. Trời ơi, anh làm tôi cảm động muốn rơi nước mắt rồi đây này. Thả ra. Bớt nói lại đi. Phiền cháu trong nôm cô ấy giùm cho chú. Dạ. Anh Duy! Anh Duy! Con chuẩn bị tinh thần chưa? Mình vô. Những cô gái này là... là chiến tích của lão Khải đó. Ý chú nói tất cả cô gái ở đây đều bị ông ta hãm hại hả? Đúng vậy. Mỗi lần lăng nhục một cô gái, ông ta đều chụp hình, quay video và đóng thành một tập hồ sơ. Con coi thứ này đi. Ở trong đây có 23 bộ hồ sơ tương ứng với 23 cô gái đã bị ông ta làm nhục. Là Huyền nè, tất cả đều là trẻ mồ côi. Đúng vậy. Đúng nè, tội ác của ông ta có đền tội gấp 10 lần cũng không hết. Vì chuyện này có liên quan tới em, cho nên là chị muốn hỏi ý kiến của em.
Nếu như em không đồng ý, chị sẽ hủy tất cả video cũng như là hình ảnh, để cho nó chìm vào quá khứ mãi mãi. Vậy còn 22 cô gái đó thì sao? Có người thì về quê, có người thì qua nước ngoài định cư, cũng có người trầm cảm phải vào trại tâm thần, có người thì tự tử. Em sẽ bắt ông ta phải trả giá. Em suy nghĩ kỹ chưa? Ông ta phải trả giá cho tất cả những lỗi lầm mà ông ấy đã gây ra.